Chip sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục vé máy bay trực tuyến hãng Vietnam Airlines. Trên vé Vietnam Airlines, các bạn để ý 3 phần sau để làm thủ tục check-in online. Thứ nhất, họ hành khách. Thứ hai, mã đặt chỗ. Thứ ba, sân bay khởi hành. Để bắt đầu check-in online, các bạn vào trình duyệt Internet Google Chrome. Truy cập vào trang web vietnamairlines.com. Các bạn đến mục làm thủ tục, nhập thông tin, mã đặt chỗ, QTXXLL, họ hành khách, Trịnh, sân bay khởi hành, Hồ Chí Minh. Các bạn ấn chọn làm thủ tục. Tiếp theo đến mục kiểm tra thông tin hành trình và các vật dụng nguy hiểm cấm mang lên máy bay, các bạn ấn đồng ý tiếp tục. Sang mục lựa chọn chỗ ngồi, AB Chip sẽ chọn ghế ngồi 23A, gần cửa sổ. Ấn tiếp tục. Như vậy là AB Chip đã làm thủ tục check-in online vé máy bay thành công. Để nhận thẻ lên tàu bay qua email, các bạn chọn mục gửi email thẻ lên máy bay. Các bạn có thể ấn vào mục khoanh đỏ để xem trực tiếp thẻ lên tàu bay và chụp lại. Thẻ lên tàu bay sẽ hiện đầy đủ thông tin hành trình bay, tên hành khách, cửa lên máy bay, thời gian có mặt tại cửa lên máy bay và mã QR code. Các bạn đưa thẻ lên tàu bay qua trực tiếp quầy an ninh và di chuyển tới cửa lên máy bay nhé. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.